sừng. Còn cho chị cô, lưu lan tề so tập bách sức trường của mở tận nam, sức bà tận nam bước sờ đồng mở. Cửa dương hút bị cọng ngà bày tạc bó hòm hương, cửa dương buồn bốt chút lào lại mú. Cửa dương đốt cặp bữa sống chủ tạc bó nát sừng. Sò tạc xúc mê bày ảnh lúc liệt sĩ, sò tạc củ hàn bánh tết vì thường bình. Sò tạc đùi nhích chơi báo xào ý hay em bà, thạc có là lán đòi nhắc em trước sàn. Chuôn la sáng bàn từng bó nọ bồng, tay gài cánh mong vào cửa dũng như bị lờ qua. Thank you.
Đây rồi quý vị ơi, chính vì thế một lần nữa trong phát lần trước xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ cùng nhau, hãy cùng nhau nhanh chân dồn bước, cùng nhau di chuyển vào phía bên trong sân giáp của đại gia đình chúng ta đi ạ. Tự nhiên chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời, hạnh phúc nhất của đại gia đình. Gia đình ông bà Sáu Nguyên sẽ cùng nhau sẵn sàng di chuyển bước lên sân khấu để ra mắt diện kiến tới toàn thể quý vị. Một lần nữa trong phát lần trước xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Đã mắt chuẩn thật gia chủ rồi. Một lần nữa ban tổ chức sẽ trân trọng kính mời quý vị đoàn khách vẫn còn đang dạo bước ở phía ngoài sân giạp sẽ cùng nhau dần bước ở phía trong sân giạp để cùng nhau tiền điện dùng cầu hồn diêu cũng như là mình vào chương trình sát đất nghề. Chúc mừng tân gia đại cát cho tân gia chủ của chúng tôi ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời tới tân thể quý vị. Dạ vâng ạ, xin được khất hót nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị quan khách quý. Chúng ta cùng nhau hội tụ đông đủ về đây tại bản Than Sàng Sóc Quỳ Nội, huyện Thuận Châu của tỉnh Sơn La để tham dự lễ vận tân gia đại cát cho gia đình ông bà Sóc Quyền của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những lời nói đầu tiên cho phép ban tổ chức tôi xin được đỡ lời cho tân gia chủ gia đình ông bà Sóc Quyền xin được gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý một lời cảm ơn chân thành, lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa đoàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau không quản ngại đường xa xa xôi, không quản ngại mưa nắng, cùng nhau trở về đây với cùng chung một lý do để cùng nhau gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới gia chủ của chúng ta đúng không ạ? Chính vì thế đến giây phút này cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau hướng sự chú ý của mình ra phía cánh cổng tân gia đại cát. Tất nhiên sẵn sàng tại gia đình, vợ chồng, ông bà Sáu Nguyên sẽ cùng nhau nắm chặt tay nhau, cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu để ra mắt cho toàn thể quý vị. Dạ vâng, xin được trân trọng kính mời. Khách vô cùng tuyệt vời, đó chính là đại gia đình ông bà Sáu Nguyên đang cùng nhau nắm chặt tay nhau, cùng nhau di chuyển bước lên sân khấu để ra mắt diện kiến tới toàn thể quý vị. Và xin mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón đại gia đình của chúng ta được không nào? Sao lại giang tách lại vì nào? Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta, những ngày vui như ngày sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết thì được diễn ra hàng tháng, hàng năm. Nhưng đối với ngôi nhà thì chỉ có một lần duy nhất thôi quý vị ạ. Ngôi nhà là để che nắng, che mưa, che chở cả một mái ấm gia đình. Sau thời gian làm việc mệt mỏi cũng như là vất vả trong cuộc sống thì gia đình bác Sáu Nguyên của chúng ta cũng đã tạo dựng được một ngôi nhà thật là khang trang như vậy. Và nhiều người có rất là nhiều người mơ ước. Dạ vâng, kính thưa đoàn thể quý vị thân mến, và quả thật đúng là trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta thì ai cũng hẳn mong ước cho mình sẽ có được những niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn đúng không ạ? Và sau một thời gian phấn đấu, lao động không biết mệt mỏi thì đại gia đình ông bà Sáu Nguyên của chúng ta cũng đã tích góp được cho mình một khoản tiền và cũng đã xây dựng được một ngôi nhà thật là khang trang sạch đẹp mà có thể nói rằng ai cũng hẳn mong ước. Dạ vâng, và niềm vui của đại gia đình ông bà cũng đã được nhân lên rất nhiều khi mà ngày hôm nay có sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chúng ta cùng nhau trở về đây để cùng nhau chúc mừng tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay được xem là một ngày thật đẹp, tháng thật lành, ngày 3 tháng 12 năm 2024, tức là ngày 3 tháng 11 năm Giáp Thìn. Được sự đồng tình nhất trí của tất cả các thành viên của gia đình hai bên, thế đại gia đình ông bà long trọng tổ chức chương trình lễ mừng tân gia đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay. Và trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta trong ngày hôm nay, em Diệp Mai ơi, chúng ta cũng sẽ không để cho toàn thể quý vị chúng ta phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trân trọng tuyên bố lễ mừng tân gia đại cát cho gia đình ông bà Sáu Nguyên xin phép chính thức được bắt đầu. Của chúng ta sẽ đến được những người thân thương nhất của mình. Tay cùng nhau giơ tay chào đón toàn thể quý vị chúng ta đi nào. Trước mắt tay này có bên khi nào hạt sừng không cùng nhau hù sắc lọt bó này lúc em bà Sóng Nguyệt hâu nhì qua chàng chàng sẽ thay ó lại bao dệt na ở lại thầu chàng giống ngất cơ chàng hiền biết ngất tập qua cầm chàng giống cấp cơ chàng hiền biết cấp lại cần po xù cho nên anh hữu ít bả hóc của chàng hiền phải sửa lệch mất dày ao xe tàng sơi mất dày ao xe tải tàng lán mất công chàng từ po nọ phòng lời qua
kép lán lại xin bằng lờ qua à lúc em phá hốc của chàng nghe về hà mư nàng một nàng mò bé lé mò nàng chàng hà mư của chàng nghe lại mư lì xem phì bố mít sẵn kè khổ lờ qua cứ chẳng lại bỏ ải cánh nồng mất trời lại cuốn chẳng bỏ lúc cánh tà mất cúc sầu hè chẳng bỏ ải xét sờ mất trời tìm mưa lại mưa bếp trong lò ó hách cầu tăng dân lấy khổ bỏ sẵn khả chẳng bền ngân tại lò phò mèn bị đồng ấy khi áo mất bền đi à lúc em bảo cả hà lầy mưa lì bếp chẳng mưa sắn bếp chép mưa lẹp chép khoát vì chất bật bà à lúc em bảo cả chẳng hiền tành hát khuyên mất non tay con khuyên mất rú khuyên lính đôi khuyên mất rú ở mà ở pe thầu ké khuyên mất rú ở mặn ở dân chiếc dân mướn vì sen hầu khẩu kín lâu mưa bè lại lan tay ngày na bù đầm chiếc bèn mặc buông buông phần chiếc rú phần dừng dừ sen hầu bắt vì chiếc bèn hất làn lì bó mi chưa lở chạy tay lò phò mẹ bị đau ơi khi áo mất bền đi à lúc em bảo cả chẳng hiền kiếm lại cảm pháp lượng nó mất thể hình dệt khăn mất trong mắt ngân bảo là xuống cơ ba mơ cơ trắng lại xò cáo sống mới hoặc tất lại phò mẹ bị đau rú lầy na lúc tà rú lại bàn vì đọc bàn rú lại phương hoa nhỏ cằn cột phía bác cằn mắt trong mắt mới là sùng mắt thủng mắt tôm tay hơn là lúc em phả hót hình của bà mờ lưu lan của bác mít sẵn hờn xưa chạy sò tàng nả tay hơn lưu lan chạy sò cho cùn phục sức trong tuổi hạ rút xiềng rất là mồi bón linh sờ hùa trời lì sáng bàn chú chơi anh hào tuổi kén thầu cái hoài mặt kém sớt hờn lè lơ chú gặp bà mẹ bị đồng và cả rút lì rất là yên rú xiềng sắp tà bên rú xiềng rất là bó xếp pì những bên lọt nào xa pì những bên lọt dày bài xe bé nhất chung bài xe lớn nhất gồng hào hoan bạn dương sợ sao năm ba mẹ phía nào nữa dạ vâng ạ một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những tình cảm toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều chúng ta cùng nhau bất chút thời gian của mình để trở về đây đây cùng nhau chúc mừng tất cả đại cát cho gia đình ông bà sóng huyền của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay dạ vâng kính thưa toàn thể quý vị thân mến và quả thật đúng là để có được một ngôi nhà khang trang sạch đẹp như ngày hôm nay một phần cũng chính là nhờ vào sự góp công góp sức của gia đình hai bên cũng như là hàng xóm láng giềng của chúng ta đúng không ạ và trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay thì đại gia đình yêu thương cũng sẽ có những món quà để nhận gửi tới gia chủ gia đình ông bà sóng huyền của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay và món quà đầu tiên vẫn là chiếc xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình anh chị Thành Dung cũng như là gia đình anh chị Hùng Điệp và gia đình anh chị Chất Thuận cũng như là gia đình con Nguyễn Sơn à trân trọng kính mời chúng ta sẽ cùng nhau sẵn sàng di chuyển bước lên sân khấu để nhận gửi tặng những món quà tuyệt vời nhất tới gia đình của chúng ta nha. Vâng các bạn thân đang di chuyển bước lên sân khấu để nhau gửi tặng những món quà tuyệt vời nhất tới bố mẹ của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau nổ ra một tràng vỗ tay lớn để chúc mừng được không các bạn chị em ơi. Xin chào cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều. Vâng và cùng với đó thì bạn đợt trước xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình anh chị Thành Dung nghĩa là gia đình anh chị Hùng Điệp và gia đình anh chị Châu Thuận trân trọng kính mời. Món quà của gia đình anh chị Thành Dung nghĩa là gia đình anh chị Hùng Điệp và gia đình anh chị Chấp Thuận thì ban tổ chức cũng xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ con gái Thúy Ngân cũng như là gia đình cháu Tâm Tư và gia đình bác yêu quý của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển bước lên sân khấu để nhận gửi tặng những món quà vô cùng tuyệt vời nhất tới gia đình của chúng ta đi ạ. Vâng ạ, một món quà, một bông hoa vô cùng tuyệt vời đến từ con gái Thúy Ngân đúng không ạ? Rất là tuyệt vời, trân trọng kính mời. Em sẽ gửi tặng những món quà tới bố mẹ của mình đi ạ. Trân trọng kính mời. Và sau món quà của gia đình cháu Tâm Tư, ban tổ chức sẽ trân trọng kính mời và giới thiệu món quà đến từ gia đình bác yêu quý, gia đình bác Sáu Quỳnh, gia đình bác Hảo Tâm và gia đình cháu Hợp Nhung cũng sẽ di chuyển lên sân khấu để gửi những phần quà, những tình cảm của mình tới tất gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời tới tân thể quý vị. Vâng ạ, trân trọng kính mời món quà yêu thương đến từ gia đình bác Sáu Quỳnh như là gia đình bác Hảo Tâm và gia đình cháu Hợp Nhung của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển bước lên sân khấu để gửi tặng những bông hoa vô cùng tuyệt vời nhất tới gia đình ông bà Sáu Quỳnh của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, chỉ còn khoảng một ít phút nữa tới quý vị ơi. Trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ngồi thư thái thoải mái dùng cơm bông rượu và cùng nhau tiếp tục hướng sự chú ý của mình lên sân khấu để nhau chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt vời trọn vẹn nhất của gia đình chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay.
Và để tiếp nối chương trình, bắt đầu trước xin được trân trọng giới thiệu món quà tiếp theo đến từ gia đình bác Ngôn Bánh, cũng như là gia đình cháu Tuấn Cường và gia đình bác Thành Công, cũng như là gia đình cháu Tuấn Thắm của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục di chuyển bước lên sân khấu để nhận gửi tặng những món quà tuyệt vời nhất tới gia đình của chúng ta trong ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa thì cho phép một lần trước xin được thay mặt cho gia đình ông bà Sáu Quyền chân thành cảm ơn những món quà của đại gia đình yêu thương đã gửi tặng tới gia chủ, gia đình của chúng ta trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay. Và món quà tuyệt vời nhất đó chính là sự hiện diện của toàn thể quý vị. Chúng ta cùng nhau hội tụ về đây để cùng nhau chúc mừng thần tài đại cát trong buổi trưa ngày hôm nay. Chính vì thế đến giây phút này để tỏ lòng cảm ơn chân thành tới toàn thể quý vị, chân thành trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ có những chén rượu mừng để nhâm kính mời tới toàn thể quý vị quan khách quý của chúng ta đây ạ. Trân trọng kính mời. Vâng, xin trọng kính mời Lò Văn Kiểm, Thuận Châu quê tôi sẽ sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời, những thước phim tuyệt vời nhất trong gia đình của chúng ta trong ngày vui trọng đại như ngày hôm nay. Vâng, xin trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau, hãy cùng nhau cầm cho nhau mỗi người một chén rượu đi ạ. Trân trọng kính mời. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau hội tụ về đây là cùng chung lý do để chúc mừng thân gia đại khách cho gia đình ông bà Sáu Quyền của chúng ta đúng không ạ? Chính vì thế đến giây phút này, trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau rót rượu vào chén của mình đi nào quý vị ơi. Chúng ta sẽ cùng nhau nâng những chén rượu của mình lên thật cao và cùng nhau đồng thanh hô cùng với ban tổ chức 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, chúc mừng thân gia đại cát cho quý vị nhá. Xin được trân trọng kính mời tới toàn thể quý vị. Vâng ạ, xin mời cháu trai cũng sẽ nhận cho mình một chén nước ngọt thôi ạ. Vâng ạ. À quý bà áo thể lẩy lên đấy. Vâng ạ, toàn thể quý vị, chúng ta đã rót thân này vào chén của mình chưa nào anh chị em ơi? Chúng ta sẽ nâng những chén rượu của mình lên thật cao nhé cả nhà mình nhá. Chúng ta đã sẵn sàng cho cuộc rô được chưa? Anh chị em ơi! Bà sẵn sẽ đến bị đồng ấy. Đã bị đồng thẳng sát hàng một bít cà phê hả nó? Một bít phải bà sẵn sẽ đến. Lại nhanh chị em nhá. Cả nhà mình ơi! Bị đồng ơi! 1, 2, 3! Rô! 2, 3! Rô! 2, 3! Chúc mừng tận gia đại cát thảo hạt mấy đứa có mẹ Pi Đồng nữa. Vâng, chân thành kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau uống hẳn chén rượu này để cùng nhau chung vui, để nhau chúc mừng thân gia đại cát cho gia đình ông bà Sáu Quyền của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Trân trọng kính mời. Vâng, một lần nữa xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị chúng ta rất nhiều, và đặc biệt xin được chân thành cảm ơn đại gia đình ông bà Sáu Quyền cũng như là những người con thân thương của mình đã cùng nhau bất chút thời gian của mình di chuyển bước lên sân khấu để được ra mắt diễn kiến tới toàn thể quý vị. Xin trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ nhóm tiếp tục trở lại những hàng bàn hàng ghế để cùng nhau tiếp tục người thư thái thoải mái dùng cơm bóng rượu. Và trân trọng kính mời đại gia đình của chúng ta sẽ cùng nhau đến từng bàn cơm tiền rượu để cùng nhau mời cơm mời rượu tới toàn thể quý vị chúng ta đi ạ. Trân trọng kính mời.